Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 19 tháng 5. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi là ngày 20 tháng 5. Giờ bây giờ khoảng chừng là 9 giờ tối giờ Cali. Thì hôm nay có nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn và ngày mai đã thường bộ một số công việc cho nên sẽ hẹn các bạn trong cái video ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Nhưng mà trước hết hôm nay đó chúng ta sẽ nhìn về tình hình chung của thị trường chúng ta cũng có một số những cái tài liệu nổi bật tôi sẽ chia sẻ một số những thông tin mặc dù là gần đây đá giá cả không như mong muốn nhưng chúng ta vẫn tiếp tục thấy được cái sự tiến triển trong thị trường này những cái thông tin tốt tôi sẽ chia sẻ với các bạn kế tiếp tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái thông tin liên quan đến tài liệu của Tether Tether đã đưa ra cái thông báo quý 1 và nhiều người bây giờ muốn biết là thông báo quý 1 này của Tether chúng ta có thấy cái số lượng tiền dự trữ cần thiết để mà đảm bảo giá trị của đồng Tether 1 đô la hay là không. Đây là câu hỏi mà nhiều người đã nói đến trong vòng mấy ngày qua và kế tiếp đương nhiên sẽ tiếp tục nói về Luna Drama hầu như ngày nào cũng có thêm drama liên quan đến cái vụ uh, Tether Luna và UST đây sau những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước hết á, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào thị trường tài chính nói chung Thì các bạn đã thấy được là chỉ số chứng Hoa Kỳ hôm nay đã kết thúc là màu đỏ Không đỏ lắm nhưng mà vẫn đỏ Các bạn đã thấy là chỉ số Dow đó xuống 0,75% chỉ số S&P 500 nó xuống 0,58% và chỉ số Nasdaq nó xuống 0,26%. Hồi sáng này đó khi mà bắt đầu đó là màu đỏ sau đó chuyển qua màu xanh thị trường hoặc là một chút nhưng mà cuối cùng kết thúc vẫn là màu đỏ nhưng mà đặc biệt đó là cả ngày hôm nay các bạn thấy là Bitcoin đó vẫn tiếp tục giữ vững được cái mức là 29.000 đô và thậm chí các bạn thấy được là BTC bây giờ mức là khoảng 30.181 chúng ta sẽ nói thêm về Bitcoin và một lát nữa Nhưng mà trở lại thì các bạn thấy được là thị trường pre-market thì bây giờ đã thì xanh lại một chút Như là các chỉ số futures như là Dow futures bây giờ tăng 0,5% S&P futures bây giờ tăng là 0,69% Và Nasdaq futures thì tăng 0,94% và nhìn vào dầu thì cũng tương tự như là những ngày trước đó các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục ở cái mức cao là 110 đô cho một thùng dầu. Đây là cái giá hợp đồng mới nhất còn về vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là cũng không có cái sự thay đổi dậm chân một chỗ ở mức là 1839 đô cho một ounce vàng. Crypto thì như thế nào? Crypto đó các bạn đã thấy được là hôm nay đó, cách đây chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi đó đã có lúc đẩy giá lên tới 30.768 trước khi mà chúng ta thấy được ở mức hiện bây giờ là khoảng 30.155. Cái ngày hôm nay các bạn thấy được là giá của BTC được đẩy lên từ cái mức là khoảng chừng 20 8.600 đẩy lên tới cái mức là 30.000 đô và giữ vững được cái mức này trong dòng mấy tiếng đồng hồ qua. Và nhìn chung thị trường thì các bạn sẽ thấy được là trong dòng 24 giờ qua đã BTC tăng 3,36%, Ethereum tăng phần trăm tương tự, BNB và XRP đây thì tăng nhiều một chút, tăng 4 và 5%, Cardano thì tăng cũng tương tự như là BTC. Solana cũng như vậy, Doge cũng vậy. Nói chung là phần lớn đó, những đồng lớn hôm nay tăng khoảng chừng là 3%, nhưng mà đây là một cái ngày mà có một chút màu xanh trở lại dứt là đó với thị trường tài chính nói chung. Tại vì các bạn thấy được là cái sự lo ngại vẫn còn ở đó. Những gì mà họ lo ngại thì đương nhiên liên quan đến cái tình hình kinh tế hiện bây giờ chúng ta thấy được là đâu đâu cũng nghe nói tới những cái thông tin là công ty này nhân mướn người, công ty kia là sa thải người. Chúng ta cũng thấy nhiều thông tin thường chia sẻ gần đây liên quan tới Netflix à, và có một công ty đó chúng ta nói tới Netflix chúng ta nói tới Coinbase À, chúng ta cũng nói tới uh, Facebook như là công ty Meta và chúng ta cũng nói tới uh, Uber và Robinhood những công ty này đó một là họ ngưng mướn người hai là họ sa thải nhân viên có một công ty nữa đó thường cũng mới nhận được thông tin đó chính là Salesforce Salesforce cũng là công ty nói là bây giờ họ sẽ ngưng hay là chậm mướn người trở lại Nói chung đó thì sự lo ngại vẫn còn ở đó Đó chính là cái sự lo ngại liên quan đến khủng hoảng tài chính Có tới hay là không Và cũng có thể chính này người nghĩ đó là sẽ đến từ cái việc là Fed tiếp tục tăng lãi suất khiến cho thị trường đi vào khủng hoảng tài chính tại vì chúng ta thấy đó là tên hình lạm phát chúng ta tuy là thấy cái sự suy giảm một chút à, cái tháng vừa rồi nhưng mà chúng ta thấy tiếp tục đó những cái yếu tố dẫn đến là hàng hóa giá cả tăng lên là tại vì một phần đó liên quan đến cuộc chiến bởi đang diễn ra và ảnh hưởng đến châu Âu đó chính là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và chúng ta lại nghe nói tới thông tin mới nhất đó chính là Sweden và Finland bây giờ đã nạp đơn chính thức để được vào khối NATO và Hoa Kỳ hôm nay lên tiếng đó thì tổng thống Joe Biden nói là cực kỳ ủng hộ việc là Sweden và Finland vào trong khối NATO và các bạn đã nhớ là gần đây không lâu đó thì tổng thống Vladimir Putin của nước Nga nói là nếu như mà Finland và Sweden vào NATO thì cuộc chiến này nó sẽ kéo dài hơn mà nó có thể là lớn hơn nữa thì chúng ta thấy rất rõ ràng là cái cuộc chiến vẫn đang diễn ra và ngày kết thúc đó thì không có biết và đương nhiên việc này làm ảnh hưởng đến cái chuỗi cung cầu của hàng hóa và chúng ta thấy là ngay cả thông tin là McDonald's các bạn đã nhớ là McDonald's là một trong hàng loạt những công ty ngân cung cấp dịch vụ ở nước nga tại vì khi cuộc chiến xảy ra đó thì họ không có tiếp tục cùng với dịch vụ tại vì cấm bệnh kinh tế nhưng mà các bạn thấy được là sau đó không lâu đó chỉ khoảng chừng là hai tháng sau thôi mcdonald sẽ quyết định là bán hết tất cả chi nhánh ở nước nga lại cho một công ty ở nước nga và công ty này đương nhiên sau khi mà mua lại sẽ đổi không còn là mcdonald nữa và mcdonald đó dựa theo tài liệu đây các bạn thấy được họ có tới 850 chi nhánh và chi nhánh này đó một số là tư nhân sở hữu còn phần lợi, còn lại đó phần lớn đó là 84% là công ty McDonald họ chính là chủ đứng sau lưng thì nói chung đó McDonald các bạn thì được rất rõ ràng cũng đã có cái suy nghĩ là cuộc chiến này thì diễn ra lâu hơn là nhiều người nghĩ và ngay cả sau khi kết thúc rồi đó thì cũng sẽ tốn nhiều thời gian giống như là cấm bệnh kinh tế vẫn còn ở đó cuối cùng McDonald cũng đã quyết định là bán hết tất cả chi nhánh này lại cho một công ty khác ở nước nga đây là những dấu hiệu cho thấy được là cuộc chiến này sẽ không kết thúc sớm đâu không như là nhiều người nghĩ khi mới bắt đầu đó nhiều người nghĩ là sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần 3 tuần rất rõ ràng là đã kéo dài hơn rồi và đương nhiên đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến lạm phát tăng cao hơn thì yếu tố này nó có tiếp tục dẫn đến là cái tháng kế tiếp này chúng ta thấy thông báo lạm phát sẽ cao hơn 8,3% hay là không và điều này sẽ khiến cho phép tăng lãi suất cao hơn nữa thì sẽ dẫn đến không quản tài chính đó chính là những cái điều mình thường đã chia sẻ với các bạn trong thời gian gần đây nhưng mà chúng ta thấy được là một cái thị trường khác đó, tuy là vẫn chưa có cái sự ảnh hưởng lớn đó chính là cái thị trường liên quan đến bất động sản của Hoa Kỳ thì thông báo mới nhất trong tháng 4 đã có thì trong tháng 4 này chúng ta thấy là cái mức giá trung bình của nhà Hoa Kỳ đó vẫn cao cao hơn một năm trước đây cao thêm 15% thì có nghĩa là giá bây giờ ở Hoa Kỳ đó giá nhà vẫn chưa có dấu hiệu là suy giảm vẫn là ở cái mức cao mặc dù đó là chúng ta cũng thấy được là cái số lượng nhà mà có thể bán được hiện bây giờ trên thị trường đó đã có nhiều hơn là một năm trước nhưng mà cái số lượng nhà bây giờ đó vẫn so với lại cái nhu cầu mua nhà đó thì nó vẫn chưa có cân bằng có nghĩa là các bạn thấy cũng bắt đầu có cái dấu hiệu chậm lại nhưng mà vẫn chưa có cái sự ảnh hưởng đến giá cả tại vì mặc dù là cái số lượng nhà có thể bán hiện bây giờ đó đã có nhiều hơn một năm trước nhưng mà cái số lượng người mà chưa mua được nhà vẫn còn cao có nghĩa là cần khoảng một thời gian nữa đó thì cái nguồn cung và nguồn cầu nó mới cân bằng được với nhau thì sau đó như thế nào chúng ta mới biết được nhưng mà ước tính nhiều người đó thì chúng ta sẽ thấy là một vài tháng sau khi mà mọi thứ cân bằng trở lại và chúng ta thấy là tình hình kinh tế tệ hơn giống như các bạn thấy lãi suất tăng cao thì đương nhiên người mà mượn tiền để mua nhà họ sẽ mượn được ít hơn à, và chúng ta cũng thấy là tình trạng là thất nghiệp bắt đầu có sự gia tăng lên thì lúc đó giá nhà cũng sẽ có sự điều chỉnh đi xuống đó là cái suy nghĩ của một số người hiện bây giờ có hay không chúng ta sẽ chờ đợi và đương nhiên bản thân thuận là thuận cũng đang chờ đợi để giá nhà nó xuống thêm một chút tại vì thuận cũng đang có ý định mua thêm nhưng mà không phải ở lúc bây giờ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái nền tảng có tên là Flipstarter và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thì Kickstarter đó là một cái nền tảng giúp bạn có thể tài trợ cho công ty khởi nghiệp bằng tiền điện tử thì Kickstarter là một nền tảng gọi vốn blockchain được xây dựng giúp các công ty khởi nghiệp có thể tìm được nguồn vốn từ quỹ tiền điện tử mục tiêu của họ đó là tạo ra một nền kinh tế phi tập trung có tính kết nối cao trong và tạo thành một hệ sinh thái lớn nhất trong khu vực nơi mà tất cả người tham gia đều có thể kiếm được lợi nhuận thông qua khoản đầu tư và đóng góp của họ hệ sinh thái của Kickstarter thì bao gồm Thứ nhất là nền tảng huy động vốn từ cộng đồng, gây quỹ cho các dự án giai đoạn đầu. Thứ hai đó là ngân hàng số, Starter bao gồm đó là các kho bạc được kiểm soát bởi giao thức thanh khoản do giao thức sở hữu, POL, cơ chế bonding và staking. Thứ ba là thị trường thứ cấp, bằng chứng đầu tư POI, các khoản đầu tư vào một công ty khởi nghiệp hoặc bất kỳ công ty nào đó đều rất khó để bạn bán lại trong 2 hay 3 năm đầu. Đó là lý do tại sao crypto tạo ra Proof of Investment một công nghệ NFT mới của Cryptstarter giúp các nhà đầu tư có thể bán các khoản đầu tư dễ dàng hơn và Cryptstarter thì không có private sale không mở bán cho bất cứ đợt private sale nào và có một cái giao thức chống lại cái việc là team dev bán token với số lượng lớn API thì bây giờ cũng cao và có thể tìm hiểu thêm về cơ chế tính API của dự án mô hình đó, work to earn tham gia các hoạt động và nhận được phần thưởng xứng đáng thì sắp tới đây đó, sẽ tổ chức một đợt bán sớm token CST từ ngày 24 tới ngày 27 tháng 5 nhằm kích hoạt giao thức. Thông tin về đợt shop launch thì sẽ được để bên dưới cái phần mô tả của video này. Và như thường lệ đó, đây là thông tin mà thủ muốn mang đến cho các bạn từ nhà tài trợ không được xem là lời khuyên đầu tư và các bạn có thể đăng ký tham gia whitelist để có cơ hội được vào danh sách để được mua CST với cái giá ưu đãi hơn. Và đương nhiên như đợt bán sau này cái giá nó cũng sẽ có cái giá bán cao hơn Và đây là nội dung tài trợ video và các thông tin như thường lệ Thường sẽ để bên dưới cái phần mô tả của video này để các bạn có thể tìm hiểu thêm và có một số người cho là những gì chúng ta đang đối đầu thì thật ra đã cũng giống như là khi mà dịch bệnh mới vừa bùng nổ hồi tháng 3 của năm 2020 Lúc đó mọi người là cũng có cái sự hoảng sợ và nhiều người đã muốn giữ tiền mặt cho nên tiền rút ra khỏi thị trường, tất cả thị trường luôn Tài sản nào đã cũng bị bán hết dẫn đến là tất cả tài sản đều đi xuống và nếu như đó là sự thật đó chúng ta hãy nhìn trở lại tháng 3 của năm 2020 nếu như mà chúng ta thật sự chưa có phải đi vào khủng hoảng tài chính mà chúng ta chỉ bắt đầu thấy cái hiện tượng lo lắng quá mức như, như những đầu tư và họ muốn lưu trữ tiền mặt mà họ không muốn lưu trữ bất cứ tài sản nào thì chúng ta trở lại tháng 3 năm 2020 thì lúc đó đó tình hình như thế nào các bạn thì chúng ta sẽ so sánh ba thị trường với nhau thứ nhất là chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ đó chính là chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 Chúng ta sẽ nhìn vào thị trường vàng và chúng ta cũng sẽ nhìn vào giá cả của BTC thời điểm đó Thì trước hết á, chúng ta hãy nhìn vào uh, S&P 500 đi, chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ Các bạn đã thấy được đây là biểu đồ nến ngày Thì khi mà chúng ta trả trở về hồi tháng 3 của năm 2020 đó Lúc mà dịch bệnh bùng nổ đó, nhiều nhà đầu tư có cái sự lo lắng Nhiều người cho bây giờ cho là cái sự lo lắng đó, đó ngang hàng như là bây giờ không ai biết được là dịch bệnh sẽ kéo dài bao nhiêu và ảnh hưởng như thế nào cho nên những nhà đầu tư đó họ thủ trước họ bán hết tài sản của mình để mà lưu trữ tiền mặt và họ không muốn đầu tư bất cứ tài sản nào cho đến khi mà họ thấy rõ tình hình hơn thì nhiều người cho bây giờ cũng như vậy cung hoảng có hay không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà nhìn về phía trước đó, thì có nhiều trong gai liên quan đến phép tăng lãi suất của chiến nga và ukraine có thể lớn hơn nữa ảnh hưởng đến cái chuỗi cung cầu nhiều hơn nữa cho nên những điều đó, đó làm cho nhiều nhà đầu tư bây giờ lo sợ không biết có công quán hay không nhưng mà họ muốn thủ chức và không muốn đầu tư bất cứ một cái tài sản nào bây giờ cho nên nhiều nhà đầu tư đó họ đang nắm giữ tiền mặt. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy chứng khoán đi xuống nhưng mà không thấy cái số tiền đó đi vào thị trường nào. Ngay cao vàng các bạn thấy được là gần đây đi ngang rồi đi xuống, đi ngang rồi đi xuống. Bitcoin các bạn cũng đã biết rồi, đi xuống cùng với lại chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì chúng ta hãy trả trở về tháng 3 năm 2020 đi để xem coi là tình lúc đó như thế nào. Nhiều bạn cũng đã trải qua cùng với kênh Thuận Capital thời điểm đó nhưng mà chúng ta hãy trở về thời điểm đó cho những bạn nào mà mới tham gia để xem của lúc đó ra sao thì chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó các bạn thấy là lúc mà có cái dấu hiệu dịch bệnh á, lần đầu tiên đó chính là cuối tháng 2 năm 2020 Lúc đó các bạn thấy được là chỉ số của S&P 500 là 3.383 Và trong thời gian đó, để thường cho các bạn được là thời gian nhanh cỡ nào Từ cái lúc đó cho đến cái lúc mà chạm đáy đó Là trong thời gian chỉ có là 22 ngày trong vòng 3 tuần thôi Trong vòng 3 tuần các bạn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ đó đã đi xuống tổng cộng là 34,97% Nghĩa đi xuống 35% trong khoảng thời gian chỉ có là 3 tuần mà thôi Chúng ta nói tới Bitcoin đi thì Bitcoin ra sao? Bitcoin đây các bạn thấy được cũng tương tự. Trong cái uh, lúc mà bắt đầu có dấu hiệu dịch bệnh á, lúc đó giá của BTC là 10.483 mà các bạn thấy được là trong khoảng thời gian rất ngắn, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ có khoảng chừng là 3 tuần thôi. BTC thì khoảng 4 tuần là 29 ngày. Trong vòng 3 4 tuần thôi mà giá của BTC đó cũng đã rớt từ cái lúc đó là 10 497 xuống tới cái mức thấp đó là giữa tháng 3 là xuống 64% trong thời gian chỉ có 4 tuần thôi giá BDC xuống 46% và có một cái thanh màu đỏ rất là mạnh luôn lúc đó các bạn thấy chúng ta cũng thấy hiện tượng tương tự trong thị trường chứng khoán còn vàng thì sao có phải vàng sẽ đỡ hơn hay không các bạn thấy vàng cũng không ngoại lệ vàng đã cũng bắt đầu rớt là từ tháng 3 các bạn thấy là từ tháng 3 cho đến cái thời điểm đó là mức thấp là trong vòng thời gian chỉ có 5 ngày sau đó sau đó là đi hàng ngang một thời gian nhưng mà cho là một tuần đi trong vòng một tuần vàng các bạn thấy được đã rớt từ cái mức là 1703 đô cho mà ao vàng xuống tới cái mức thấp đó là xuống tổng cộng là 15 phần trăm vàng đó thì đi xuống phần trăm thấp hơn tại vì xưa nay vàng cũng không có tăng mạnh nhưng mà chúng ta trở về đi sau đó là sao sau đó, đó thì trong ba loại tài sản này vàng Bitcoin và S&P 500 thì các bạn nghĩ là chứng khoán Bitcoin và vàng thì cái tài sản nào có sự tăng trưởng ngược trở lại nhanh nhất nếu như các bạn nghĩ là BTC là các bạn đã đón sai rồi Đó chính là vàng Vàng đó thì sau khi mà đi xuống liên tục một tuần Thì các bạn thấy được là sau đó vàng ra sao Vàng đó thật ra các bạn thấy được là lúc mà chứng khoán với lại Bitcoin đó có dấu hiệu đi xuống là khoảng chừng là cuối tháng 2 đó Thì chúng ta thấy là lúc đó vàng thực sự cũng chưa đi xuống Vàng cầm cự được thêm khoảng chừng một tuần nữa Chúng ta vẫn thấy là thời điểm là cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 3 đó khoảng chừng một tuần đó thì vàng vẫn tăng khoảng chừng là 5% nhưng mà sau đó đó thì mọi người càng lo sợ hơn cho nên 5 ngày sau đó đó thì vàng cũng đi xuống cùng với lại Bitcoin cùng với S&P 500 tại vì cái sự lo sợ đó tăng lên 5 ngày sau đó mọi người muốn lưu trữ tiền mặt cho nên mới dẫn đến dấu hiệu này nhưng mà sau đó đó vàng lại là cái tài sản khôi phục lại nhanh nhất các bạn thấy được là từ cái mức đỉnh là 1702 cho đến hồi phục trở lại đó đó chính là cái ngày 13 tháng 4 thì nếu chúng ta tính từ đỉnh trở về đỉnh của vàng ngay thời điểm đó đó thì chúng ta được là trong thời gian tổng cộng đó là 24 ngày như này trong vòng 3 tuần vàng đã hồi lại cái mức trước khi mà có cái sự dao động đi xuống khi dịch bệnh xảy ra cho nên vàng là cái tài sản đầu tiên hồi phục nhanh nhất kế đó đó chúng ta thấy được là tài sản nào chúng ta sẽ nhìn vào bitcoin đi thì bitcoin đó là từ ngày 13 tây tháng 2 cho đến khi nào thì mới trả về cái mức đó đó chính là khoảng chừng à, ngày 1 tây tháng 6 đi có nghĩa là chúng ta thấy được là BTC đã thực ra tốn thời gian tổng cộng là 109 ngày có nghĩa là tốn thời gian là khoảng chừng 3 tháng rưỡi 3 tháng rưỡi sau thì BTC mới có, có sự hồi phục trở lại trong khi vàng đã tốn thời gian chỉ khoảng chừng là 3 tuần mà thôi thì 3 tháng rưỡi sau Bitcoin đã trả trở về cái mức là 10.000 đô còn chứng khoán như thế nào? Chứng khoán đó thì để trả cho về cái mức rớt trước khi một cái dịch bệnh thì các bạn thường đã tốn tới thời gian là tháng 8 của năm 2020 thì chúng ta sẽ thấy được là từ cái mức trước khi rớt xuống tới cái thời điểm mà trở về cái mức đó đó là tốn tổng cộng là 129 ngày có nghĩa là hơn 4 tháng trời cho là 4 tháng rưỡi đi thì các bạn thực vàng nó hồi phục nhanh nhất trong vòng hơn 3 tuần đã hồi phục lại Bitcoin đó thì hơn 3 tháng hồi phục lại còn chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ S&P 500 đó, thì tốn hơn 4 tháng mà hồi phục lại thì trong ba cái loại tài sản này đó vàng hồi phục nhanh nhất cho nên bây giờ đó nhiều người thấy được là sau khi mà vàng hồi phục thì ra sao các bạn cũng đã biết rồi dịch bệnh dẫn đến là tài sản nào cũng có sự tăng trưởng vàng cũng tăng chúng ta cũng đã biết là BTC sau đó thế nào rồi BTC sau đó đó thì lại có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh lên tới 63.000 đô sau đó chúng ta thấy được là chỉ số chứng khoán S&P 500 cũng như vậy có một sự tăng trưởng rất là mạnh tới cái đỉnh là hồi tháng 1 của năm nay thì chúng ta Bây giờ đó hãy nhìn vào tình hiện tại nhiều người bây giờ cho là nếu như mà chúng ta thực sự nghĩ là cái tình trạng bây giờ đó nó giống như là hồi tháng 3 của năm 2020 có nghĩa là cái sự lo ngại đang tăng cao vì cái khả năng cái khủng hoảng tài chính xảy ra vẫn chưa xảy ra nhưng mà mọi người bây giờ lo sợ quá mức á, thì đã có cái dấu hiệu bán tháo quá mức và mọi người khi bình tĩnh trở lại đó thì họ sẽ lại đẩy tiền ngược trở về thị trường tài chính thì chúng ta sẽ nhìn thấy vàng sẽ có cái sự hồi phục nhanh nhất có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là vàng đó nếu lặp lại đó chúng ta thì được vàng sẽ lại đạt được cái mức là 2070 đô hồi mà tháng 3 vừa rồi đó chúng ta thấy được vàng đạt được cái mức cao đó sau đó lại có cái dấu hiệu là trả trở về cái mức 1844 chúng ta muốn thấy được vàng trở lại cái mức đó khi mà vàng trở lại cái mức đó đó chúng ta thấy là kế tiếp thì bị trở lại cái đỉnh cũ có nghĩa là 69.000 đô rồi sau đó chúng ta mới thấy là S&P 500 hồi phục lại ở mức là 4.822. Cho nên bây giờ đó, nhiều người cũng đang nhìn vào giá vàng xem phản ứng như thế nào. Chúng ta muốn thấy vàng có cái sự tăng trưởng hồi phục trở lại. Rồi sau đó chúng ta mới thấy là BTC hồi phục trở lại. Đó là dấu hiệu là những nhà đầu tư họ đã có cái sự bớt lo sợ hơn và tiền là để ngược trở về những cái tài sản. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Thì ngay thời điểm này, cũng có rất là nhiều người nói là chúng ta bắt đầu đã bước vào mùa đông crypto rồi và ít ra nó thì có một công ty không nghĩ như vậy các bạn có biết đó là công ty gì hay là không có thể các bạn sẽ không có đoán ra đầu đó chính là ngân hàng Bank of America thì ngân hàng này đó nhiều bạn sẽ cảm thấy bất ngờ tại vì những bài nào mà tham gia những năm như là 2017, 18 bây giờ 19 thì những năm đó đó là những năm mà ngân hàng Bank of America rất là ghét crypto và có những cái động thái như là À, ngăn chặn không cho sử dụng thẻ của Bank of America để mua crypto Rất là ngăn chặn cái sự phát triển Nhưng mà gần đây đó Hầu như cũng đã hoàn toàn ủng hộ thị trường này rồi Và Bank of America nói đó Là thứ nhất là cái sự kiện liên quan đến uh, Terra Network đó Và cái đồng UST Thực sự không có ảnh hưởng lớn Đối với lại cái sự ổn định thị trường này đâu Không có lớn như người nghĩ Thứ nhì nữa đó là cái từ crypto bình thường nghĩa là bồ đông crypto đó chỉ là một cái từ mà nhiều người sử dụng không đúng nghĩa mà thôi đối với bank of america đó thì chúng ta thấy là họ nói là không có bồ đông crypto cái mà chúng ta đang chứng kiến đó chỉ là cái sự ảnh hưởng chung đến từ thị trường tài chính và cái nền kinh tế vĩ mô mà thôi tất cả những cái tài sản đều đang bị ảnh hưởng và hiện bây giờ đó tài sản mà bị ảnh hưởng nặng này nhất đó chính là những cái cổ phiếu công nghệ và nhiều người bây giờ đó cho bitcoin và crypto đó là liên quan đến công nghệ cho nên cái sự mà bán tháo bây giờ đó dẫn đến giá cả đi xuống đó là ảnh hưởng chung đến từ thị trường chứng khoán công nghệ của hoa kỳ chứ không phải là chỉ riêng về bitcoin nếu nói là chúng ta đi vào vòng crypto đó thì ngân hàng bank of america không nghĩ đến như vậy đó ít ra là cái sự suy nghĩ của bank of america